Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea trên Innovation TV. Hôm nay Chelsea có mời được một chị khách mời, Hoa hậu chị Thanh Mai. Hoa hậu Thanh Mai đã đến với chương trình và nói về góc khuất, ngành nghề, cái kỹ thuật mà làm xăm chân mày như thế nào. Và xăm không phải chân mày không, mà là có nghĩa là xăm toàn bộ hết. Thì em cảm ơn chị đã đến với chương trình Góc Khuất cùng với em. Cảm ơn Chelsea và Thanh Mai, hôm nay rất là vui được trở lại với đài Little Sài Gòn TV. Chắc quý vị khán giả cũng đã quen mặt với Thanh Mai trong những chương trình làm đẹp với Hoa hậu Thanh Mai trong những cái mấy năm vừa rồi, chắc là phải 10 năm rồi. Chelsea, chị cộng tác với Little Sài Gòn TV suốt từ hồi năm 2013 cho tới trước Covid thì mình bận quá. Thành ra chương trình của Thanh Mai cũng rất là nhiều người được nhiều người theo dõi của đài Little Sài Gòn TV. Và hôm nay Mai rất là vui được Chelsea mời chị trở lại với chương trình Góc Khuất và tìm hiểu về những cái luật lệ của ngành xăm cũng như là những cái kỹ thuật mới của ngành xăm. Mình vui lắm mà mình rất là thích cái chương trình của Chelsea là Góc Khuất, bởi vì một cái tên nó rất là phải gọi là người ta curious, người ta kêu bằng tò mò đó. Góc Khuất. Góc Khuất là nói về, con chị có cũng theo dõi, chị thấy nói về tất cả mọi mặt trong cái gì mà trong xã hội, về mặt phải và mặt trái luôn, phải không? Chưa gì. Cho nên là chị rất là thích. Có những cái người khách của Thẩm mỹ viện Hoài Anh á, cũng nói về cái chương trình này. Hôm nay chị nói là hôm nay mình sẽ được lên chia sẻ ở trên Góc Khuất. Thành ra với Chelsea thì có nhiều người là fan của em lắm đó. Cảm ơn chị, cảm ơn những người mà đã coi xem show. Thực sự cái show Góc Khuất này em cũng không biết là nó đi đến đâu, nhưng mà thực sự là công nhận là đã trải qua được 3 năm rồi. Thì rất là cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Góc Khuất. Và mình nói về Góc Khuất thì ai mà không có Góc Khuất. Đúng thì rồi. Bây giờ mình nói về Góc Khuất của ngành nghề xăm. Ngành xăm nói riêng và cái ngành thẩm mỹ nói chung, bởi vì Thanh Mai cũng như đã từng chia sẻ với rất là nhiều lần với quý vị của đài khán giả của đài Little Sài Gòn TV là thật sự mà nói, mình gần như là mọi người nói là sanh ra để làm đẹp cho mọi người. Cho nên Mai thì Mai có một cái ý nguyện và có một cái gọi là tiếng Mỹ nó gọi passion, là mình rất là mong muốn là tất cả mọi người phụ nữ cũng như là nam giới đều được làm đẹp. Thì cái ngành làm đẹp ấy mà chị tâm sự với đại Chelsea đó, là bởi vì trong cái ngành xăm nó có rất rất là nhiều những cái mà phải để chia sẻ với Góc Khuất, chắc hôm nay chưa chắc đã đủ đâu, là bởi vì có nhiều người thắc mắc lắm Chelsea. Tại vì mỗi năm, mỗi tháng và mỗi tuần đều có những cái kỹ thuật mới của cái ngành xăm nó ra ở mọi nơi trên thế giới, chứ không phải ở riêng nước Mỹ mình nữa. Bởi vì mỗi năm là Thanh Mai gần như là đi rất là nhiều những nước để mà biết được những cái gì mới, không phải là kỹ thuật mới không, mà những sản phẩm gì mới nữa của ngành xăm mà hôm nay Thanh Mai sẽ chia sẻ sau đây, là những cái kỹ thuật mới của ngành xăm. Ngày xưa khi mà mình nghe đến nói ngành xăm á, thì mình sợ đau. Tại vì kim mà châm vào trong thịt của mình, rồi lại ai cũng nghĩ đến ô cái này có phải chích thuốc tê hay là không chích thuốc tê. Thì cái câu trả lời của Thanh Mai là hoàn toàn không phải chích thuốc tê gì hết. Mà cái kỹ thuật mới của cái ngành xăm bây giờ đó, ngành xăm nói chung và đặc biệt đó là Thẩm mỹ viện Hoài Anh nói riêng, là khi mà xăm hoàn toàn không chảy máu một chút nào, kể cả xăm mắt, xăm chân mày, xăm môi. Và cái ngành xăm nó không phải dừng lại ở xăm mắt, xăm mày, xăm môi đâu, mà nó sửa được những cái vết xăm cũ này, lấy được những cái màu mực ra, đổi những cái màu xanh trở thành màu nâu hoặc là những cái màu nào mà mình thích theo cái màu tóc của mình, đổi ngay được ngay trong một lần đầu tiên mà không hề có thẹo. Và điều thứ hai nữa là những cái người mà bị xăm mắt mà bị xanh một đường mà ngày xưa mấy chục năm trước á, thì cái này là nỗi niềm của rất rất là nhiều cô. Thì Thanh Mai muốn chia sẻ là bây giờ nó không còn là một cái sự lo lắng nữa, không cần phải lo lắng nữa, là bởi vì chỉ cần có một tiếng đồng hồ thôi là ở Thẩm mỹ viện Hoài Anh cũng như là bây giờ kỹ thuật mới của ngành xăm có thể che được cái màu xanh, làm thành một cái đường mí rất là nhỏ, gọn, đẹp. Mà điều quan trọng nhất mà Thanh Mai muốn bật mí ngày hôm nay là hoàn toàn không đau một chút nào. Cho em hỏi, là hồi nãy chị nói là xăm mà không chảy máu, thì là xăm như thế nào? Tại thường là phải có cái kim đâm vô, đúng rồi, thì kim mới thấm màu mực. Thì tại vì em hỏi rất là đúng, nhưng với nhất tất cả những cái mà những người mà muốn đi xăm đều worry là
có bị chảy máu hay không, bởi vì khi mà chảy máu á, nó lây ra nhiều cái bệnh tật. Mặc dù cái ngành xâm là của Health Department, có nghĩa là cái Bộ Y tế của Mỹ cấp phép, nhưng mà người ta chảy máu người ta vẫn sợ. Nhưng mà cái kỹ thuật chừng 2-3 năm trở lại đây đó, là đặc biệt, kể cả mắt, mày, môi đều không chảy máu. Tại sao Chelsea biết sao mà không chảy máu? Là bởi vì cái người thợ phải đạt đến một cái mức độ là tay đi phải thật là đều, cái tốc độ của máy phải thật là nhẹ nhàng, và cái bàn tay của người thợ phải hiểu được có bao nhiêu lớp da, để đi đến lớp da thứ mấy, giống như đến lớp da thứ ba, thì lớp da đó nó sẽ vừa nhậm màu mà nó không chảy máu. Khi mà không chảy máu á, thì cái màu nó real hơn, nó đúng hơn. Nếu mà em đi chảy máu, em nghĩ là em đi sâu đến lớp thứ tư, thứ năm của cái biểu bì da, non da thôi, là nó chạm đến những cái mao mạch của máu. Đấy là thẹo. Thì nó sẽ chảy máu. Dạ. Thì chảy máu mực, nó cùng với kim đi vô trong da của mình, thì cái máu nó sẽ đẩy ngược cái mực ra, thì tự nhiên nó thành một cái vết, giống như em cắt một cái móng cái tay, có thể em cũng thể thành một cái vết thẹo, mà trong khi có mực nữa thì mực đẩy ra, thì tự nhiên làm sao mà cái mực nó ăn màu, và cái mực trở ra một cái kết quả là nó sẽ không có đều, nó chỗ có chỗ không, mà cái vết da nó giống như có một cái vết thẹo. Thành ra là ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh, Thanh Mai cũng như tất cả các nhân viên đó, mình phải đạt được một cái mà phải gọi là tốt nhất, đó là đi xâm tất cả trên mắt, trên mày, trên môi, và kể cả xóa những vết thâm, vết xâm đều không được chảy máu. Bởi vì khi mà không chảy máu đó, thì nó đưa cho mình một cái kết quả là màu mực nó chính xác hơn, khách không có bị đau. Mà Chelsea tưởng tượng là mình đi kỹ thuật không chảy máu để đến đúng cái lớp da nó nhận màu, mà mình lại có thuốc tê, thì hoàn toàn khách không có bị đau. Wow. Đặc biệt kể cả là bây giờ xâm cho mí mắt, mí mắt rồi là cái nơi mà sensitive nhất ở trên cơ thể của một người, là cái vùng da mà nhạy cảm nhất đó. Em cứ tưởng tượng em vẽ, em chọc cái kim. Em nghe không thấy đau rồi. mà mình xâm mà còn không thấy đau, thì tức là cái người thợ phải đạt đến một cái bàn tay rất là khéo léo. Yeah, đi phải 500 người trở lên. Wow. Tức là với rút được cái kinh nghiệm mà phải luyện, luyện để cho cái tay mình đúng đến cái lớp da đó, mình không được đi sâu. Tại vì control cái tay mà để đúng được cái sự thăng bằng trên cái da mặt, là Chelsea tưởng tượng cái da mặt mình đâu có bằng phẳng đâu. Nó không phải là một cái bằng phẳng, nó không có cứng nữa, nó lại mềm nữa, mà nó cong theo cái chân mày, nó cong theo mí, mà nó cong theo cái viền môi, mà mình đi để mà làm sao cái độ phẳng của kim nó lúc nào cũng song song ở trên cái bề mặt, đến đúng cái lớp da đó dừng lại. Mà em tưởng tượng một lớp da nó mỏng cỡ nào. Yeah, mà khoảng thời gian là mình lại chỉ là cỡ 40 phút. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà tùy mắt hay là mắt nào cũng cỡ thời gian, nó giống cái tuổi lứa tuổi khác tùy nhau. Tùy theo, có những cặp mắt đó, với cái, nếu mà với những cái người kinh nghiệm giỏi từ 10 năm trở lên đó, mà được luyện từ Thẩm mỹ viện Hoài Anh ấy, mà thường xuyên làm, mỗi ngày có khách làm để cho quen tay ấy, thì Mai nghĩ khoảng chừng 20 phút là mí trên mí dưới xong, mà không sưng, mà không có đau. Wow. Mà khách cảm giác là, nó có cảm giác là khi làm thì nó nhộp lắm. Phải bỏ thuốc tê không? Trên mắt hay là... Có chứ. Oh, yeah. Bỏ thuốc tê một lớp rất là mỏng trước khi mình làm, mà bỏ thuốc tê chỉ có 5 đến 10 phút thôi là mình làm liền. Hoàn toàn khi mà khách họ làm xong họ không có sưng mà đẹp ngay sau khi. Mà bây giờ Chelsea có biết là mấy cô dâu đám cưới đó là muốn đi xâm mắt, xâm mày trước khi đám cưới, trước khoảng chừng 3 ngày, 2 ngày thôi, để sao cho cái sếp nó không cần phải vẽ nữa, để đến lúc mà đi về gia đình nhà ông xã, khi mà ngày hôm sau rửa mặt nó vẫn còn đẹp. Ủa chị, tại vì cái mức độ bây giờ nó tự nhiên cho đến là hoàn toàn mình không bị sưng. Em tính hỏi câu đó luôn. Tại biết là những người xăm môi hay là gì đó họ không được cấm kiêng ăn thịt bò, ăn nước tương thì dễ bị sưng, nhưng mà mắt thì mình có cần cấm mấy cái điều đó sao? Không, ai nói với em là thịt bò với nước tương. Ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh là hoàn toàn không cần phải kiêng cữ gì. Cho nên những cái người khách ở Thẩm mỹ viện Hoài Anh ở nơi khác về đó, họ rất thích, họ về Cali để họ ăn mà. Tự nhiên mà về mà bắt người ta kiêng cữ khi làm môi thì chắc chắn họ sẽ không xâm. Mà 60% lượng khách hàng ở tại Thẩm mỹ viện Hoài Anh là các nơi tiểu bang khác bay về. Thì khi họ xâm xong á, các cô đi ăn bún mắm luôn.
các cô đi ăn lẩu ốc, rồi các cô đi ăn đủ thứ ngay sau khi làm, bởi vì đa số một cô tới là nguyên gia đình chở cô tới, rồi khi pick up là đi ra nhà hàng ăn liền. Mà các cô tới là sâm mắt, sâm mày, sâm môi luôn, bởi vì nó không có sưng, nó không có đau, mà nó đẹp ngay sau khi sâm, mình đi ăn tiệc được liền. Bởi vì các cô nói, oai, tại sao các cô không sâm?